Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Ở tập trước, mình đã chế tạo một bộ giáp đỏ lè đỏ lét và thật trùng hợp, mình cũng may mắn và chinh phục được một Pokemon huyền thoại cũng đỏ lè đỏ lét. Đấy chính là Raiden Cyber các bạn à. Trông cực kỳ chất chơi luôn á. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng Raiden Cyber để đi săn tìm một Pokemon huyền thoại mà lúc trước mình cũng đã từng vụt mất cơ hội chinh phục các bạn à. Đấy chính là Mewtwo Thánh Kiếm á. Cũng rất là lâu rồi chúng ta chưa có gặp lại cái huyền thoại đó các bạn ơi. Mình chỉ mới sở hữu được Mewtwo thôi, nên là nếu mà có Mewtwo Thánh Kiếm thì chúng ta sẽ có bộ đôi Mewtwo luôn đó nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, và để chuẩn bị cho cái chuyến đi này thì mình sẽ cần có một vài cái chiến thuật mới để bắt Pokemon huyền thoại các bạn. Đầu tiên là mình sẽ hái những cái African màu đỏ này, bởi vì bữa nay mình sẽ cần dùng nó để chế tạo thành những cái nắp bóng chứa thường nè. Ngoài ra thì mình cũng cần hái thêm African màu hồng nữa đó nha. Rồi, trước mắt là cần hai loại này thôi. Sau khi đã nấu xong những cái African này thì chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo ra những cái nắp nè. Còn African màu hồng thì mình sẽ không cần phải chế tạo nắp các bạn ơi. Rồi, đưa những cái nắp bóng chứa thường vô trong này cho nó đập ra ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ spoil nhẹ, bởi vì hôm nay mình đã có một cái chiến thuật, đó chính là bắt Pokemon khi ngủ các bạn ơi. Hôm qua mình có coi chinh phục được một em Gengar, nhưng mà ở dạng Yunai cực kỳ chết các bạn. Em lại có một kỹ năng mình thấy rất là hay, đấy chính là Hypnosis. Cái này thì sẽ giúp thôi miên và khiến Pokemon chúng cái đòn này chìm vào giấc ngủ sâu. Đó, thế nên là hôm nay mình sẽ kết hợp kỹ năng đó với cả là Dream Ball á. Quả bóng này thì sẽ giúp mình có 4x tỷ lệ bắt Pokemon đang ngủ nha. Và nó sẽ cần có African màu hồng nè, cũng như là cái nắp bóng chứa thường á. Đây, có luôn ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gom mấy cái đế và qua bên này chế tạo thành cái Dream Ball thôi. Tan tan, chúng ta sẽ có 32 cái Dream Ball các bạn ơi. Còn nữa đó. Ê, nhưng mà khoan, mình hết African màu hồng rồi. Úi dồi, phải đợi cho nó lớn thêm, mình thu hoạch thêm một vài lần nữa các bạn, để chúng ta có nhiều nhiều Dream Ball xíu ha. Mình nghĩ là cái chiến thuật bắt Pokemon bằng cách thôi miên cho ngủ này sẽ rất là hiệu quả đó các bạn. Chế tạo thêm lần nữa nè, để coi lần này mình sẽ được bao nhiêu đây. Ồ, thêm 40 mấy trái lận các bạn ơi. Quá đã luôn. Một stack mấy Dream Ball cho mình có thể sử dụng trong ngày hôm nay nha. Tha hồ mà dùng, tha hồ mà dùng. Rồi, quả bóng chứa chuyên dụng thì đã có. Bây giờ thì lên đường thôi nào. Bữa nay mình sẽ cưỡi ai ta? Mewtwo luôn đi. Ừ, đi tìm Mewtwo thì cưỡi Mewtwo cho nó hợp lý ha. Ui, mình còn mới biết thêm một cái thông tin các bạn, là Mewtwo có thể xuất hiện nhiều hơn ở cái khu vực rừng rậm á, ngoài Mew ra á. Hay nha, thông tin đó bổ ích đấy. Nên là bây giờ mình phải trở lại cánh rừng càng sớm càng tốt thôi. A little longer than a few minutes later. Cũng lâu rồi chúng ta mới vô lại cánh rừng đó các bạn à. Để coi coi sau một thời gian vắng mặt, cánh rừng này có xuất hiện thêm giống loại Pokemon nào mới hay không á. Hiện tại mình đi vòng vòng thì thấy vắng tanh nè các bạn ơi. Ok, kỳ ta, sau nay vắng dữ vậy. Ở mỗi bữa thì còn thấy đông đông đúc đúc các bạn, bữa nay vắng tanh luôn. Rồi, có điềm ngang, có điềm ngang. Chưa. Ê, ở đây xuất hiện boss rồi các bạn. Cấp độ màu tím này hình như là epic thôi. Ok, đề 3 nào, Raiden Cyber. Ngày mới cho em khởi động máy móc cái các bạn ơi. Để coi coi Raiden Cyber của mình có làm rỏi được Pinsir không. Ui, trời ơi. Quá dữ luôn Raiden Cyber. Kiểu này có vẻ là em làm được các bạn ơi. Mặc dù bị đánh trước nhưng mà không sao, em phản đam là knock out liền ha. Chúng ta sẽ có thêm kẹo cho những em Pokemon cấp thấp ha. À không, cho Raiden luôn đi. Ừ, em mới chiến đấu rồi, bổ sung cục kẹo ha. Máy móc mà cũng biết ăn kẹo nữa nha, không đùa đâu. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Trời, tối rồi, chắc phải đợi tới ngày sau á các bạn à. Hey, vậy là ngày đầu thất bại rồi đó. Nhanh được chứ. The next day. Ơ kìa, trời ơi, bữa nay mình tìm Mewtwo thì Mew lại xuất hiện các bạn ơi. Không, mà khoan, Mew đâu ra? Mình cần phải tìm Mew trước. Ở dưới này chăng?
Chuẩn rồi. Hay da. Coi như an ủi đi ha. Ồ, khởi đầu cũng tạm là may mắn đi. Và sẵn tiện mình sẽ test cái chiến thuật ru ngủ của mình luôn các bạn ơi. Ây da, nhưng mà không hiệu quả lắm ta. Hay, tránh được cái đòn đó các bạn à. À đây nè. Genga đã thành công tung cái đòn ru ngủ rồi các bạn. Thế nên là chúng ta sẽ lập tức dùng Dream Ball ha. Để xem Dream Ball có bắt được Mew hay không đây. Ôi da. Ôi dồ. Bị ngủ gì mà cũng chống cự dữ ta. Không sao, mình có tới 70 mấy quả Dream Ball lận các bạn. Thử thêm vài lần nữa. Ui. Được luôn nè các bạn. Wow, ba cháy thiệt. Quay cái chiến thuật ru ngủ của robot này mình thấy hiệu quả nha. Cái này là mình chưa hề kiểu như là đánh cho Mew xuống thấp máu luôn á. Được đấy chứ. Hiệu quả đây. Một hồi mà gặp Mewtwo thì mình nghĩ chiến thuật này vẫn sẽ thành công thôi các bạn. Nào nào, xuất hiện đi Mewtwo. Tôi đang chờ đợi cái ngày này lắm rồi. Đây rồi, Mewtwo đã bắt đầu xuất hiện rồi các bạn ơi. Nhưng mà khoan, khúc nào trong cánh rừng này mới là quan trọng nè. Ở dưới này chắc. What? Đây là Mewtwo Cyber các bạn ơi. Oh my gosh. Ôi, tính ra mình đang tìm Mewtwo God luôn á. Mewtwo Thánh Kiếm các bạn. Nhưng mà lại gặp Mewtwo Cyber. Ok, kẹo đấu giữa hai Pokemon Cyber luôn nè. Được, Raiden Cyber, tiếp chiêu nào. Dùng đòn nào cấu rỉa ta đòn này đi. Hy vọng là đừng có sốc đam quá. Ok, cấu rỉa có vẻ ổn đó các bạn. Tiếp theo là Fire Blast để cấu rỉa nhiều hơn xíu được không? Ui trời, nguy hiểm nha. Thôi, đủ rồi. Wow, đối thủ lần này là Mewtwo Cyber cực ngầu luôn các bạn ơi. Wow. Thôi em này nhìn rất là đã. Cố lên Gengar Unite. Hãy ru ngủ Mewtwo Cyber cho bằng được nha. Ây da, thất bại rồi. Đấy. Nếu mà thành công thì hình như mình sẽ có Pokemon Cyber thứ mấy ta? Thứ tư hả? Ây da, mình không nhớ rõ nhưng mà có vẻ là rất là khó để dùng cái đòn Hypnosis này lên người Mewtwo Cyber. Kiểu nó không ảnh hưởng được Mewtwo Cyber luôn. Ui. À đây rồi, thành công rồi, cuối cùng cũng có một lần thành công các bạn. Mewtwo Cyber có chống chịu lại nổi cái Dream Ball mà mình chế tạo hay không? Ây da. Ui, Mewtwo Cyber có vẻ rất là lì các bạn ơi. Bị ru ngủ vậy rồi, tung Dream Ball mà không xi nhê. Lại. Lần này. Ê, lần này thì khỏi chạy nha. Wow. Uầy, đã vậy Sonic còn học được Outstrand nữa nè các bạn. Quá đã luôn. Và ta-da, chúng ta đã có được Pokemon Cyber. Để coi thứ mấy nha. Mình từ Pokemon Cyber mình cũng không nhiều lắm các bạn. Hình như mình chỉ mới có 3 Pokemon Cyber thôi các bạn ơi. Ừ, lần lượt là Mewtwo Cyber nè, Seesaw Cyber, rồi Raiden Cyber thôi. Hôm bữa thì hình như còn có cái em Noivern nữa. Đây, Noivern này cũng là dạng Cyber nè, nhưng mà nó không có hiện ở ngoài ha. Ok, mình cũng đưa em qua đây đi. Vậy là mình có được 4 Pokemon Cyber rồi các bạn. Quá đã luôn. Mewtwo tạm thời có thể nghỉ ngơi được rồi đó. Mình sẽ đưa Mewtwo Cyber ra và chúng ta coi thử á. Đó, cực kỳ chất luôn các bạn ơi. Wow, đẹp nha. Rồi, mình sẽ xem thử chỉ số của Mewtwo Cyber coi. Tốc độ rất là cao các bạn ơi. Em này tốc độ hơi bị cao luôn á. Quay. Được nha. Kỹ năng thì sao? Hiện tại có Aura Sphere để đấm nhau được nè. Rồi cũng như là Swift. Ok. Được. Tạm thời là vẫn mang em đi quẩy và coi. Quay, em bay cũng nhanh nhẹn lắm ấy chứ. Cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Đã quá à. Mình thích cái điều này. Rồi, gần đây còn có cái đen gì nữa đây. Đen của em. Một em nhện điện các bạn. Thôi được,
mình sẽ cho Mewtwo Cyber có trận đấu đầu tiên luôn ha. Yo, đối thủ lần này là Chantix. Để xem coi, Dynamax luôn. Ừ, Dynamax cho Mewtwo Cyber cái nè. Đâu rồi? Ồ, đây đây, to to hơn được xíu rồi các bạn. Và, ui da, knock out luôn. Gắt gắt gắt. Rồi em nhận này thì mình đã có rồi ha các bạn, nên là mình sẽ không có bắt ẻm thêm nữa. Rồi sẵn tiện bổ sung kẹo cho Gengar Unite mình luôn nè. Ok, thôi thôi cưỡi Mewtwo Cyber đi. Ừ, lấy vía các bạn, chậm vía. Hy vọng là từ Mewtwo Cyber chúng ta có thể tìm thêm được nhiều Mewtwo khác trong ngày hôm nay nữa. Như vậy thì sẽ rất là tuyệt vời luôn á. Ủy, trời trời trời, Iron Sword. Em chim cánh cụt này hơi bị chết các bạn ơi. Wow. Được, Mewtwo, chiến đấu với em chim cánh cụt cực chất này nào. Wow, wow, được đấy. Tấn công bằng Aura Sphere cái nhẹ coi. Uầy, dữ vậy. Ây da, Aura Sphere của Mewtwo cấu hơn nửa cây máu rồi các bạn ơi. Chắc mình phải đưa Gengar ra gung ngủ tiếp quá. Bữa nay Gengar sẽ sử dụng tuyệt chiêu Hypnosis hơi bị nhiều đó nha. Ây da, bị đánh gắt vậy. Tấn công lại. Ui, tránh được rồi. Lần này, à lần này thì Iron Sword hết tránh rồi nha. Bị dính ru ngủ là ha, 90% là về đội mình rồi. Để coi có phải như vậy không, hay là 100%. Ui, 100% các bạn ơi. Sao mà né được. Rồi rồi, thêm một em Pokemon đặc biệt khác về đội mình á. Đưa em ra thử coi các bạn, để coi coi cái em Iron Sword này. Em có hình dạng của một chú chim cánh cụt ha. Và em sẽ mang hệ nước cũng như là hệ thép các bạn ơi. À, cái đây chứ. Ui, em còn bay được nữa hay sao nè. Uầy, em còn bay được luôn các bạn ạ. Wow. Thú vị thật, thú vị thật. Ok, ok. À quên, hôm bữa mình mới có được Genesect mà ít khi dùng lắm nè. Hôm nay chắc mình sẽ cho Genesect ra trận một vài lần ha. Ừ, nhưng mà cũng thêm vài hôm rồi mà mình chưa thấy Mewtwo khác các bạn ơi. Ây da, đi muốn giáp cái cánh rừng. Ủa, muốn nát cái cánh rừng rồi đó. Mà không có thấy thêm á. Ồ, có vẻ là Mewtwo cũng rất là hiếm các bạn ạ. Nhất là dạng God, dạng mà thánh kiếm á. Chắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được á. Đằng kia có cái đen kìa. Ồ, được ta. Qua coi thử coi. À, đây là cái đen của một em khỉ. Ok, một em khỉ à. Thôi được, cho em chim cánh cụt mới về đội của mình ra trận luôn coi. Biết đâu bất ngờ đấu nhau với Panpour cái nè. Đầu tiên thì mình sẽ Dynamax cho em cái ha. Tấn công bằng cái đòn này đi. Ok. Trời trời trời, Panpour cũng dữ lắm nhưng mà không sao. Chim cánh cụt knock out luôn các bạn. Và em này đã có rồi nên mình sẽ không có bắt thêm ha. À, nhưng mà cũng có một cái điều lạ các bạn, là trong cánh rừng này mình không gặp bất kỳ một cái vị thần nào luôn nha. Vị thần Tapu á. Những huyền thoại đó thì không thấy luôn, trong khi mình cũng đã gặp được 2 Mew cũng như là 1 Mewtwo rồi chứ có ít đâu. Là ai ta? Rồi, em này nhìn giống đười ươi vậy trời. Slakoth các bạn. Thôi được rồi, gặp ẻm thì chúng ta cũng sẽ bắt luôn ha. Tại mới cấp 6 các bạn. Ai mượn ẻm bò bò ngang trước mặt mình trong lúc mình đang su cà nè anh chị. Dùng Nest Ball đi. Cái này bắt mấy em Pokemon cấp thấp cũng hiệu quả lắm. Ý, sao mình không dùng Whitball nhờ? Ừ đúng rồi, Whitball cũng ok lắm. À, nhưng mà làm sao? Nest Ball cũng bắt được ẻm thôi các bạn. À, cái em lười đó là một Pokemon hệ thường á các bạn. Trông cũng dễ thương đó. Kiểu ẻm cực kỳ chậm chạp luôn các bạn ạ. Ở đây lại có Sharpedo mắc cạn các bạn ơi. Ai, giải cứu Sharpedo thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ cho... Ôi, cái gì đấy cưng, em chim này. Ok, mình sẽ cho Genesect ra chặn cái ha. Rồi rồi, thể hiện đi cưng. Genesect. Úi, trời, tránh được à. Không ổn, phải đổi sang theo Stinger coi. Ok, lần này thì sao? Lần này có vẻ hiệu quả nè.
Tính ra Genesect chiến đấu cũng được á các bạn à. Không uổng công hôm qua mình sẽ chạy cối đi tìm ẻm. Rồi tới lượt của Mewtwo thì sao? Đánh nhau với Sabido thì... One hit không? Ui, one hit luôn. Wow, quá dữ, cà phê mạnh dữ. Và tất nhiên rồi, Sabido sẽ cho mình rất là nhiều cá ha. Thôi, mình không ăn cá đâu. Bây giờ mình chỉ muốn gặp Mewtwo thôi. Hoặc là những Pokemon vị thần bảo vệ khu rừng này. Sao mà hiếm dữ vậy chèn? Tìm hoài, tìm mãi mà không có gặp gì trơn. Tính ra là hên được khúc đầu thôi. Gặp được đúng Mewtwo Cyber cái là xong luôn đó. Hết gặp Pokemon huyền thoại nào luôn các bạn. Ui, khoan. Bắt đầu xuất hiện vị thần rừng đầu tiên rồi. Yes, mình đã gặp được. Đây là Tapu Bulu các bạn ơi. Đây là huyền thoại mang song hệ tiên cũng như là lá các bạn ạ. Được vậy ta. Ok, và với kèo này thì mình sẽ cho Mewtwo của mình ra trận và cấu rỉa máu sơ sơ ha. Ok, có vẻ ổn á, đòn sweep đó ok đấy. Rỉa máu ở mức an toàn các bạn. Tiếp theo, mình sẽ đưa Gengar ra trận để chúng ta có thể sử dụng khả năng ru ngủ tuyệt vời của em. Hypnosis nè, Tabu Bulu. Ây da, dính luôn. Chịu không có nổi. Rồi, tới lượt Rimbon tung ra. Và xem coi chúng ta có thành công hay không. Được chứ. Ây da, suýt được. Ây, Tabu Bulu còn phản đòn cũng như là hết hiệu ứng ru ngủ rồi các bạn ơi. Ây vui. Thế thì ru ngủ lại. Tính ra có Gengar hợp lý thật sự. Trời ơi, em đứng mà em còn lắc mông nữa kìa. Chồng thấy ghét không? Rồi, và coi coi kết quả lần này thì sao. Yêu vẫn không thành công các bạn ơi. Khó đấy. Lại, thêm một lần nữa. Quả thứ ba rồi. Ui da, có cảm giác là bắt Tabu Bulu bằng chiến thuật này không hiệu quả nhỉ. Ừ, Mewtwo rồi mấy em khác trước đó thì mình bắt rất là ok nha. Quả này là quả thứ 5 hay sao rồi đó. Ui, cũng không kìa. Không được rồi, phải cấu rỉa thêm máu mới được. Vậy là không phải lúc nào Rimbon cũng hiệu quả các bạn ơi. Ừ, có những lúc chúng ta nên thay đổi chiến thuật một xíu ha. Ok, trời ơi, còn 3% máu hơn vậy. Chúng ta sẽ dùng Ultra Ball chẳng hạn. Ừ, mình còn nhiều Ultra Ball lắm. Xài bớt đi các bạn ơi. Ê dùi, từ sáng tới tối rồi chưa được các bạn ơi. Điềm nữa rồi. Phải dùng tới Thunderbolt thôi. Ây da, Thunderbolt không được thì chắc Dustbolt quá. Ê đúng rồi, trời tối. Dustbolt đúng rồi. Dustbolt ok không? Đây. Ê, ui xa còn có em gì nữa kìa. Một em Pokemon gì mà màu hồng cute nhở. Quay. Ê, phải kén tốc độ lên mới được. Chinh phục Tabu Bulu lẹ rồi, chúng ta quan bển coi thử em Pokemon kia ha. Wow, nhìn em có vẻ cũng rất là đẹp các bạn ơi. Tốc độ lên. Tabu Bulu. Ê, trời ơi, đánh cho đã xong rồi tự giật đam lại rồi ngấm luôn kìa. Xin đấy Tabu Bulu. Tới vậy luôn đó hả? Trời ơi, mình đã thất bại trong việc chinh phục Tabu Bulu rồi các bạn à. Cây thật. Ồ, và đây là Lurantis. Wow, là dạng tiến hóa của cái nhóc Formatis đó các bạn. Ê, tính ra nhóc này mình có rồi đó nha. Đâu ta? Đâu nhờ? Formatis mình nhớ là mình gặp trong cánh rừng. Ý, chưa khoan, từ từ. Gần đây có Tabu Lele xuất hiện các bạn ơi. Ê, Tabu Lele hả? Wait a minute. Ừ, nếu mà nhóc này có thì mình sẽ không bắt về đội nữa. Ui đây nè, trời, ngay chỗ của Tabu Bulu nãy mới ngủm luôn các bạn. Đừng nói Tabu Bulu chuyển sinh thành Tabu Lele nha. Dám lắm á các bạn. Trời đất. Rồi,
với tabu le le thì Mewtwo đấm một cái có xi nhê không? Ok, vẫn có rỉa máu rất tốt các bạn ơi. Ây à, còn chống trả nữa kìa. À, tabu le le chống trả hả? Thôi được rồi, tôi sẽ đưa Gengar ra tiếp chiêu. Mình sẽ thử áp dụng chiến thuật gu ngủ tiếp các bạn ơi. Đó, để coi coi có thành công hay không nha. Hypnosis. Trời ơi, né được rồi. Ôi không, mình phải tranh thủ lên. À đây, lần này thì đã gu ngủ thành công các bạn ơi. Tại vì Tabu Le Le đánh Gengar Unite của mình rất là thốn luôn. Và đây rồi, chúng ta đã tung cái lượt Dream Ball đầu tiên. Trời ơi, xíu nữa thì được. Ok, gu ngủ chập 2 nè. Thôi miên gu ngủ liên tục luôn á. Lần này ha, không được nữa thì chịu các bạn. Chứ sao giờ. Nhỏ thì chịu thôi, đây đây. Trời ơi, dùng chiến thuật này rồi mà còn không thành công nữa. Thì chỉ trách là trách nhân phẩm mình thôi, chứ trách ai giờ. Bởi vậy nhân phẩm cũng có nhân phẩm đít, nhân phẩm đát các bạn à. Thử thêm. Nói chung thì gặp huyền thoại thì phải kiên trì là điều quan trọng nhất các bạn. Không phải lúc nào một hit chúng ta cũng bắt được Pokemon huyền thoại ấy. Dù sao đây cũng là huyền thoại mà, nên là tele bắt có vẻ là sẽ thấp hơn một xíu ha. Rồi, nhân tố gu ngủ đã bị knock out rồi các bạn ơi. Chạy. Hơi lại xíu nhưng mà bắt buộc rồi, mình sẽ thêm một thành viên mới vô các bạn. Để coi coi, chúng ta sẽ đưa Cyber Scizor vô. Tại vì em có kỹ năng Phone Sweep á. Ừ, như vậy sẽ giúp cái lượng máu mình cấu rẻ ở cái mức tốt nhất có thể ha. Mà tránh cái việc là knock out luôn Tabu Le Le. Đây. Rồi, lại nè. Phone Sweep. Đó. Quay quay quay, cực tốt luôn các bạn ơi. Kế đến mình sẽ đưa Gengar Unite để tiếp tục chiến thuật mà mình áp dụng từ đầu tới giờ ha. Rồi, ở lượng máu 4.5% như vậy mà tung những cái đâu rồi, Dream Ball không bắt được nữa thì chấp nhận số phận thôi các bạn. Mình quá nhỏ để thực hiện chiến thuật này rồi. 4 ít tỷ lệ bắt chứ đâu có ít đâu. A few moments later. Lại thất bại à. Tại sao? Đúng là thằng rừng các bạn à, chỉ muốn ở trong rừng trong rú thôi chứ không muốn về đội của mình tí nào. Thầy vui. Ê? Trời, nhưng mà đổi sang Ultra Ball thì một phát được luôn kìa. What the heck? Thiệt luôn. Ờ ha, chúng ta đã có Pokemon thần rừng đầu tiên rồi các bạn ơi. Yay. Tuyệt vời. Genesect có thể vô trong xíu rồi đó. Mình sẽ đưa Tabu Le Le ra để trộm vía ha. Ôi, cũng có kỹ năng nữa nè. Switch Scene. Ở kỹ năng Switch Scene của Tabu Le Le công dụng làm gì ta? Kỹ năng đó cũng có màu hồng giống như là Tabu Le Le luôn ha. Ok, được rồi chứ. Rồi rồi, trời cũng sáng rồi các bạn. Ừ. Tiếp tục công việc đi tìm những vị thần bảo hộ của cánh rừng này thôi nào. Hả? Ê, tính ra chưa kịp đi bao xa thì khúc này mình đã gặp được Tabu Coco. Ây ôi, trùng hợp tới vậy sao? Được cái ta. Rồi, đưa Tabu Le Le vô để chúng ta chinh chiến với Tabu Coco một cái ha. Đó, trời, Tabu Le Le có rỉa máu cực tốt luôn. Tiếp theo sẽ tới lượt Scizor Cyber Phone Sweep các bạn ơi. Wow, trời, cái gì phản đam nữa vậy? Ây da. Ê, gì không Phone Sweep được các bạn ơi. Oh, no 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 no. Tabu Coco thì nên gu ngủ đi. Chứ tấn công Phone Sweep á, cái lượng máu thấp rồi. Tabu Coco đánh cái vật đam lại cái nữa là ngẫm của tỏi luôn á, không đùa đâu. Để coi coi gu ngủ thành công không. Ôi da, Tabu Coco nhanh nhẹn quá, né được cái đòn tấn công đó rồi. Lại coi. Trời ơi, Tabu Coco không xi nhê các bạn ơi. Không có thôi miên gu ngủ được. À đây nè. Vừa mới nói lần này thì bị dính rồi. Mình sẽ thử tung Dream Ball lên Tabu Coco xem. Hai vị thần rừng trước là không áp dụng Dream Ball được rồi đó. Vị thần bảo vệ của rừng này, ui cũng hồng luôn. Hình như cái chiến thuật này chỉ áp dụng cho những Pokemon siêu cấp khác, hoặc là mấy Pokemon thường thường thôi các bạn. Chứ vị thần rừng là dùng
Rimbor là không ok nha. Theo kinh nghiệm từ 3 trận chiến nãy giờ là mình thấy vậy á. Ừ, không biết lần này có phá lệ được hay không đây. Ui, thôi xong rồi. Máu xuống rất là thấp rồi các bạn ơi. Hiệp 1 thất bại rồi. Chúng ta sẽ bước sang hiệp 2 á các bạn. Trời ơi, chinh phục Tabu Coco từ sáng cho tới chiều tối luôn rồi đó. Mà không có hề hấn gì hết các bạn ơi. Ồ, gắt dã man luôn. Ok, Tabu Lele và Tabu Coco vừa đổ sức với nhau và các bạn cũng thấy rồi đó. Rất là cần ha. Phải chi về đội nữa là xong kiếm hợp bích luôn. Quá tuyệt vời. Nhưng mà không các bạn. Nếu mà chịu về đội là nãy giờ về đội mình mất tiêu rồi. Chứ có ở đâu mà tới bây giờ. Nhưng mà không sao, mình được cái lì các bạn. Mình sẽ tiếp tục tới khi nào mà Tabu Coco chịu về đội mình thì thôi. Let's go. Quay. Mình nói rang luôn các bạn à, Dream Ball không hiệu quả trên những Pokemon thần rừng này đâu, mà chỉ có Ultra Ball thôi. Và đây nè, Tabu Coco cũng đã về đội của mình rồi. Quá đã luôn. Và Tabu Coco sẽ là một Pokemon mang song hệ tiên cũng như là điện á. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Vẫn còn hai vị thần rừng mà mình chưa có chinh phục được các bạn ơi. Hay à, bây giờ phải đi tìm nữa. Úi. Ở đây là. Ê, mình gặp cái em mèo lửa các bạn. Incineroar. Quay. Được gì ta. Ây à. Được rồi, mình sẽ cho Tabu Coco ra trận á. Để coi coi có đoạn nào có rỉa được không ta. Bây giờ sao mình nghi vậy. Câu rỉa một phát đi luôn vậy. Ừ, hên. Câu rỉa vẫn ổn các bạn ơi. Ok, trời, Incineroar còn chống cự nữa chứ. Thôi, chống cự gì cưng. Vậy đợi anh đi. Tụng cái nest ball nè, bắt em mèo này luôn. Mèo leo cây các bạn. Trời đất. Ôi dạ, không được. Thôi mà. Về đi mà. Mèo leo cây. Ôi lộn, mèo lửa. Ôi trời. Trời ơi, em phun lửa làm Tabu Coco bị phỏng luôn rồi kìa các bạn ơi. Không ổn rồi, phải dùng chiến thuật. Đưa Gengar Unite và ru ngủ tiếp thôi các bạn ơi. Hypnosis. Đó, em mèo rồi cũng. Ủa, thất bại rồi. Ôi không. Đây đây, lần này thì thành công rồi nè. Và tất nhiên rồi, thành công rồi thì chúng ta sẽ tung Dream Ball. Và xem thử coi. Ok lao. Có vẻ. Ôi trời, suýt được. Kỳ vậy cả, lúc đầu á dùng đúng hiệu quả luôn các bạn, mà càng dùng càng thấy nó không hiệu quả nha. Ồ, hết công dụng rồi. Hình như cái này chỉ hiệu quả đầu ngày thôi các bạn à. Ê, đây đây đây. Ê, tới cuối ngày vẫn ổn nha. Rồi, lại thêm một em Pokemon hệ lửa và bóng tối về đội của mình rồi ha. Quá ngon. Ở đây có một cái em khỉ hai đuôi các bạn. À, Ampipom. Hai cái đuôi em ấy thì nhìn giống như hai cái bàn tay vậy đó các bạn ơi. Ồ, được đấy chứ. Ôi trời, chưa gì còn tấn công Gengar Unite nữa. Được, những cái em như vậy mình phải thử chiến thuật rô ngủ các bạn ơi. Ôi trời, còn né được cái đòn ru ngủ nữa. Ây, bắt luôn kem khỉ nữa được. Đây đây đây, thành công rồi, ru ngủ thành công. Mình sẽ tung một cái Rimbon tiếp á. Để coi coi. Với em khỉ hai đuôi này, cấp 41 thôi các bạn, thì chiến thuật của mình có hiệu quả hay không. Để coi nào. Ui, được luôn rồi. Quá dữ luôn. Và cái nhóc khỉ hai đuôi đó sẽ là một Pokemon hệ thường ha. Rồi, có đùa chớp luôn nè. Wow. Được đấy chứ. Còn bây giờ thì mình sẽ vẫn tiếp tục cái hành trình đi tìm hai cái vị thần rừng còn lại ha. Cũng như là tìm thêm Mewtwo các bạn. Nhất là Mewtwo Thánh Kiếm nha. Không hiểu sao mình cũng đi tìm thêm vài ngày trong cánh rừng này rồi. Nhưng mà vẫn không có dấu vết của Mewtwo Thánh Kiếm các bạn à. Ủa? Chẳng lẽ trong cánh rừng này chỉ có Mewtwo Cyber thôi sao? Hay vậy thì hơi bị đáng tiếc nha. Tạm gác qua cái chuyện đáng tiếc vì không gặp được Mewtwo đi. Gần đây có Tabu Bulu xuất hiện các bạn ơi. Đâu? À đây đây. Ê. Lần này thì không có dễ chạy thoát tôi đâu nha Tabu Bulu. Ok, vô. Lần này là không có chuyện Tabu Bulu ha, chạy thoát được đâu. Ok, tiếp tục nào, Seesaw, phone sweep trước nè. Đấy, cực kỳ tốt luôn. Thêm một lần phone sweep nữa.
để chúng ta tiến hành dùng chiến thuật ru ngủ như nãy á. Ê, nhưng mà Tabubulu lại có cái khả năng hồi phục máu từ từ rất là khó chịu kìa. Chắc cũng khá mất thời gian để chúng ta chinh phục vị thần rừng này đây. Hypnosis. Thành công không? Ui, né được luôn kìa. Lại né được. Ôi xong rồi, chiến thuật Genga của chúng ta thất bại toàn tập rồi các bạn ơi. Không thể dùng Hypnosis lên người Tabubulu. À đây. Hả? Tới lần này thì được rồi. Đấy, phải kiên trì các bạn ơi. Rồi rồi rồi. Rimbun. Được hay không? Được hay không đi? Ấy, vẫn không được. Không sao, đây là huyền thoại nên là phải tung nhiều lần lên mới được. Khó mà một phát ăn luôn lắm các bạn ơi. Nãy giờ lâu quá mình cũng xài Thunderbolt không mà các bạn. Và cái kết là hết bóng rồi. Vậy thì quả bóng nào chúng ta mới chinh phục nổi Tabubulu đây? Giờ trời tối chắc mình xài tới cái Dustbolt quá. Hết cách rồi. 20 quả. Ý. Có điểm nha. À, rốt cuộc Tabubulu bị giật sát thương lại rồi ngẫm các bạn à. Làm sao vậy Tabubulu? Sao lúc đầu không vậy đi? Sao phải đợi tới 70 mấy lượt rồi mới giật sát thương? Công nhận Tabubulu lầy thiệt chứ. Vị thần rừng cuối cùng trong cánh rừng này chúng ta cũng đã tìm được các bạn ơi. Đây là Tabufini, một Pokemon hệ tiên với cả là hệ nước. Chúng ta đã rất là xui xẻo trong việc chinh phục Tabubulu rồi. Vậy thì với Tabufini, chúng ta có đủ may mắn để chinh phục ẻm hay không? Thôi, mình sẽ không dùng chiến thuật Rimbun nữa các bạn ơi. Càng về sau mình thấy nó xù càng nào quá à. Chinh phục mấy vị thần Tabu này không có ok tí nào. Rồi, với Tabufini đang ở dưới nước, mình sẽ tung cái Deep Ball các bạn ơi. Ôi, trời. Sao Deep Ball còn toàn hơn cái Rimbun vậy? Ủa là ổn không ta? Ê. Ui sao giống như không hiệu quả luôn vậy? 4 to 6 days later. Park Ball với Master Ball. Không đáng các bạn à. Nếu mà đã không về đội của nhau, vậy thì là đối thủ của nhau thôi. Tabufini. Người bạn này với cả là Tabubulu là hành mình hơi bị nhiều ở trong cánh rừng này rồi đó. Kết thúc nào. Giải thoát cho nhau đi. Vậy là coi như chuyến đi vô cánh rừng này chúng ta chỉ chinh phục được 2 trên 4 vị thần rừng thôi đó các bạn. Ừ, đó là Tabulele và Tabucoco ha. Còn Tabubulu và Tabufini thì có vẻ không thích mình rồi. Không thích thì thôi, mình đi về chứ biết sao giờ. Quá là nhỏ các bạn ơi. Hết bóng luôn rồi nè. Trời đất ơi, đi một đống bóng giờ về còn có Master Ball, Park Ball với cả là 3 cái Deep Ball nữa. Trời đất, nghèo rớt mồng tơi luôn. Ê, trên đường về mình gặp một cái hội quán các bạn ơi. Ôi, hình như đây là hội quán mình chưa có đánh lần nào luôn á. Wow. Được nha, để mình vô coi thông tin thử. Đây là hội quán gì? What the heck. Ui, cái huy hiệu này đẹp nè. Hello, đây là Carbon Resort Gym. Uầy, dữ vậy ta. Ui, boss, cấp độ boss luôn nha. Ê, cho tôi xuống được không? Cho tôi xuống dưới đi. Được không nha? Ở đây không xuống được các bạn ơi. Mình muốn thách đấu với chủ hội quán mới được. Xả chết các bạn à. Ok, vô. Ở đây đúng không? Ừ, chuẩn rồi. Đi vô đường đó thì nó sẽ đẩy mình xuống dưới này ha. Chỗ mà chủ hội quán đang đợi mình kìa. Ôi. Nhưng mà như đây là hội quán hệ gì ta? Hệ đất hay hệ đá ta? Đội hình của mình hiện tại thì có quẩy được không nhờ? Hay là mình cho những người bạn mới về đội hôm nay ra trận nhờ? Cũng hợp lý đó các bạn ơi. Steelix, ấy, vậy là đây là hội quán đất hay là đá ta? Nhưng mà không sao, đầu tiên mình sẽ tin dùng Iron Sword trước ha. Ôi trời ơi, quầy phản đàm cực gắt đến từ vị trí của Steelix các bạn à. Iron Sword thì cũng đã kéo rỉa được một lượng máu rồi. Ok, tới lượt Mewtwo Cyber đi. À, tới lúc để em ấy ra trận rồi. Chiến đấu nào Mewtwo? Đục một cái nè. Aura Sphere cực gắt nha. Tiếp theo là Golem. Wow.
Được đấy, tiếp tục nào. Mewtwo Cyber. Úi dồ. Uầy. Cái đòn Aura Sphere của Mewtwo Cyber hơi bị gắt các bạn ơi. Lập chiến công tiếp nào, Mewtwo Cyber. Đây đây. Ý. Marowak. Cái nhóc này cầm cái khúc xương các bạn ơi. Rồi, đối đầu với Mewtwo Cyber thì sao? Nửa cây máu đến từ vị trí Mewtwo. Ê, nhóc kia cũng phản đam gắt lắm các bạn ơi. Ui, sao giống như chịu không nổi vậy? Ui, không kịp knock out rồi. No. À, một tí nữa thì được. À, tiếp theo thì mình sẽ cho Pokemon nào ta? Ê, vậy là đây hổ quán đất rồi. Như vậy thì dùng Tabu Coco có vẻ là không hợp lý lắm nha. Thôi, dùng Mewtwo. Ủa lộn, dùng Raiden Cyber đi. Chúng ta sẽ tấn công nhẹ bằng cái đòn này chẳng hạn. Ok, knock out được nha, knock out được nha. Tiếp theo là Bilosuin. Thử nào, Raiden Cyber. Ui, ngọn lửa của Raiden có vẻ cũng rất hiệu quả nha. Ê, mà em còn trâu nữa các bạn ơi. Dynamax cho em cái luôn. Lỡ rồi. Bự muốn bằng cái hộ quán luôn rồi. Ui, tiếp theo là Flygon à. Wow. Tiếp tục nào, Raiden Cyber. Ui, coi kìa, ngọn lửa Raiden gắt lắm các bạn ơi. Xong đời Flygon rồi. À, và cuối cùng thì là Steelix các bạn ơi. Với Steelix thì không biết là... Ui, knock out được luôn. Uầy, thắng rồi. Chúng ta có thêm một cái huy hiệu hội quán mới các bạn. Cái này trông cũng rất là đẹp nữa. Cảm ơn anh chủ hội quán vì cái huy hiệu tuyệt vời này nhá. Nice. Trong này còn gì giá trị không ta? Cái này đào gì được không? Ồ, cái này là hóa thạch các bạn ơi. Mình đủ hóa thạch rồi. Đây là lối ra, ok. Sắp tới, nếu mà mình muốn luyện cấp thêm thì mình cũng có thể ghé cái hội quán này ha. Để chúng ta luyện cấp các bạn. Tại vì trainer trong này toàn là cấp độ boss không à. Hợp lý thiệt sự đấy. Về đến nhà, việc đầu tiên là mình sẽ trưng bày huy hiệu hội quán lên á. Đấy, được 5 cái đầu tiên rồi các bạn à. Quá đã luôn. Hôm nay thì cũng rất là vui vì chúng ta đã có thêm một người bạn Mewtwo mới. Đó chính là Mewtwo Cyber các bạn ơi. Ngoài ra thì còn có Iron Saw, một em chim cánh cụt cực kỳ chất chơi ha. Rồi còn có hai vị thần rừng nữa. Đấy chính là Tabu Coco cũng như là Tabu Lele ha. Chỉ hơi tiếc là hai vị thần còn lại mình không có chinh phục được các bạn. Ồ, chả hiểu luôn. Nhưng mà không sao, hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta có thể may mắn gặp lại được. Và đồng thời tìm thêm được nhiều Mewtwo cũng như là nhiều người bạn mới á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. À, mà bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.